Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video để chia sẻ cho các bạn cách mà nhận biết là cái cam này chúng ta chỉnh sai này. Và mình sẽ phân tích cái tác hại của cái việc chỉnh cái cam này sai nha. Đây là mình là bổ cả cái subpáp này cho các bạn xem này. Thì các bạn có thể nhìn vào hành trình của piston nha. Như đây mình để chỉnh đúng là mình phải để cái piston lên đỉnh này. Và cái bánh răng cam này. Đây. Cái mũi tên này các bạn, nó phải lên trên đỉnh luôn nha, và nó thẳng luôn đấy, nó hướng lên trời ấy. Nếu mà các bạn chỉnh sai này thì bạn nhìn bây giờ chỉnh đúng nha, nhìn hành trình piston này, piston này nén nha, cả kia này xả này, chỉ khi piston bắt đầu thì chuyển lên phát là cái subpáp này nó bắt đầu mở rồi, subpáp xả ấy. Và khi mà piston lên gần đỉnh này thì cái subpáp nó mới đóng này, thấy các bạn có thể quan sát không, thì khi đó cái áp suất trong một đốt này là nó nhỏ này. Vậy thì đây là cái hành trình xả nha, còn hành trình hút nha. Piston đi xuống bắt đầu nó hút này, và khi piston nó bắt đầu đi sang đây một chút này, và các bạn thấy cái subpáp này nó đóng lại luôn không, tức là nó không để tổn thất cái không khí ở trong này đó. Còn nếu mà các bạn chỉnh sai á, bây giờ mình sẽ phân tích là tại sao mà nhiều cái cửa hút nó hay bị nguội này, hoặc nhiều khi mà sờ vào cái sờ tay trước cái chế của khí ấy, cảm giác bạn thấy gió nó mát nhá, gió nó thổi ra ấy, chứ không phải nó hút vào. Bình thường nó hút vào nhưng mà nhiều trường hợp nó sẽ bị đẩy ra, tại là do các bạn căn cái cam này chưa chuẩn. Giờ mình sẽ chỉnh nha, mình sẽ phân tích lại này. Đây mình sẽ đưa cái piston lên đỉnh này và cái răng cam, cái đỉnh mũi tên nó trên đỉnh nha. Giờ mình sẽ đẩy nó lùi về bên này một chút nha. Thì mình tháo cái xích này. Nếu như các bạn không chỉnh chuẩn này nó sẽ rất là hại luôn. Một là nó hao xăng này. Đối với cái lỗi mà chỉnh bị trễ cam đi, mình gọi là trễ cam, là cái mũi này nó nghiêng về trước. Đây, mình chỉ cho nó lệch một răng thôi. Ví dụ răng này, bây giờ cho lệch một răng này. Lệch một răng là cái mũi cam nó hơi nghiêng về bên phần chế của khí một chút rồi. Bây giờ các bạn có thể nhìn lại hành trình piston nha. Hành trình của chú bát này. Đây là kỳ nén, kỳ xả này. Quên là piston đi sang một đoạn này nó mới xả nha. Đấy. Còn lên đến đỉnh mà piston cái subpáp xả vẫn chưa đóng hết này. Đây các bạn thấy không? Lên đến đỉnh mà subpáp xả vẫn chưa đóng hết nha. Thì cái lúc hút xuống một lúc sau thì cái subpáp nạp nó mới mở này. Bình thường là đến đây nó mở rồi mà cái này phải đến dưới này nó mới mở. Tức nó sẽ mất một đoạn. Đấy. Và khi đi sang đây, các bạn nhìn piston đi xuống này, bắt đầu đi sang này, đi lên này. Đi lên một đoạn này thì cái subpáp nạp nó mới đóng này. Đấy, các bạn thấy không, đi lên một đoạn nó mới đóng. Tức là cái phần mà piston nó đi lên một đoạn này, nó sẽ đẩy bớt cái khi mà hút ấy. Đấy, khi mà hút được không? Thì đi lên một đoạn nó mới đẩy cái này vẫn chưa đóng cái này, thì nó sẽ tổn thất một phần khí ra ngoài này. Đó. Cho nên là các bạn chỉnh chế cam, quên là cái đỉnh cam lệch về bên chế hòa khí ấy, thì nó cũng là một cái nguyên nhân đẩy cái lượng nhiên liệu cái phần hòa khí vừa hút rồi nó đẩy ra ngoài một phần. Thì các bạn thế quan sát lại cái hành trình này nha. Thì xuống là hút đúng không? Đây đây. Hút này. Nhưng mà nó xuống đến đây mà subpáp lại chưa đóng này. Sang tận bên này là piston đi lên một đoạn rồi thì subpáp nó mới đóng. Vậy thì là nó đã bị tổn thất một cái phần thể tích của hòa khí. Cho nên là nó hao xăng. Thế nên các bạn sờ tay ở cửa hút này nó có gió này. Đó là cái tác hại của cái việc mà chỉnh cái cam nó trễ. Bây giờ mình sẽ xoay cái cam để mình chỉnh cho nó cam nó tới hơn một chút nha. Tức là piston trên đỉnh rồi mà cái bánh cam nó lại nghiêng về bên phần bô xả nha. Thì các bạn có thể hiểu cái việc đóng mở của subpáp này nó liên quan đến cái máy nó chạy, nó có tốn xăng hay không này, hoặc là nó có để được garanti hay không này. Đó. Bây giờ mình chỉnh lại cho nó nghiêng về bên cái mũi cam hơi nghiêng về đây một chút rồi. Giờ mình cho các bạn xem hành trình piston nha. Piston đi xuống này. Đây là cái kỳ, đây là cái kỳ nổ này. Đấy, quên là chưa hết kỳ nổ mà subpáp xả nó là mới rồi. Vậy thì sao? Nó bị tổn thất cái phần áp suất tác dụng vào cái mặt piston này. Cho nên cái máy các bạn hơi yếu này. Đó nha. Đấy, sau đó các bạn piston đi lên này. Đi lên đến đây rồi. Đến đây thì cái subpáp này nó đóng mất rồi. Đóng vậy thì sao? Thì cái phần từ đây lên đến đỉnh, nó sẽ nén không khí đúng không các bạn? Và nó nén như thế này thì khi mà các bạn đến hành trình mà subpáp nạp mở ra
thì cái phần nén vừa rồi nó lại phụt ra ngoài này đó, tức là cái phần khi cháy này chưa kịp xả hết đúng không các bạn? Đấy nha, cái này đấy lên đúng không? Đây là khi cháy đang đẩy ra này, đến đây là su bắp xả đóng rồi thì khi cháy chưa xả hết, khi cháy chưa xả hết thì mà các bạn đến đây các bạn lại mở su bắp nạp ra thì cái phần khi cháy đó nó được nén mà nó phụt ra ngoài này, nó cũng là cái nguyên nhân gây cho cái phần cửa hút của chế không khí nó có cái phần khí đẩy ở đây. Nó nhận biết là các bạn chỉ cam sai là có cái khí này này, và cái khí cháy này ấy, nó sẽ là cái nguyên nhân mà dẫn tới cái đường hút nó bị đen này các bạn ạ. Đen một phần là do nó bẩn không vệ sinh là chuyện bình thường, nhưng mà đen nhiều nhiều khi nó các bạn xoáy xuống bao lại còn thấy nó đen xì luôn, đen như cái phần gần như là bên này ấy, thì do là các bạn chỉnh cam nó bị tới quá, tức là piston trên đỉnh mà cái đỉnh cam nó lại nghiêng sang bên bô xả ấy. Đó cũng là hai cái tác hại mà đấy, các bạn có thấy thấy không, việc chỉnh cam sai là nó dẫn đến cái tác hại rất là lớn, vừa đen này mà cái khí đẩy thế này nó cũng kéo theo cái phần nhiên liệu xăng từ chế không khí ra ngoài môi trường ấy, cho nên rất là tốn xăng và nó hay bị nguội cái cổ hút này đó, và máy nó thậm chí nó còn yếu nữa đấy, các bạn thấy tác hại không? Cho nên các bạn chỉnh cao này các bạn chỉnh chuẩn cho mình nha. Vậy tí nữa mình sẽ thử cái máy của mình xem, cái máy này nhé, đây là đỉnh cao này, đỉnh này là cái mũi tên nó vuông góc này cắm xuống đất luôn này, nếu mà các bạn không tháo máy ra thì không nhìn được đúng không? Bây giờ thì các bạn có thể xem phần cánh gió này, cánh 1 2 3 nha, từ cái phần 500 này nha, cánh 1 2 3 nó trùng với cái mép của cái này là được, trùng mép bobin là chính xác là cái phần nó đang lên trên đỉnh. Ủa, để mình xoay vòng nữa đây, thứ bạn có thể thấy cái đỉnh cao của mình không đấy, nó đang thẳng lên trời luôn nha, thẳng lên như thế là máy nó chạy được công suất lớn, và thậm chí nó để garanti rất là bé luôn, mặc dù là các bạn là chỉnh cái chế là phải chỉnh chuẩn nha, chứ không được để cái chế thiếu khí à thiếu xăng mà nó chạy garanti mạnh nữa đâu, chỉnh chế chuẩn này, chế chuẩn mà mình để garanti rất là bé luôn. Còn nếu mà chỉnh sai thì các bạn sờ đây thấy ngay này, bây giờ mình sẽ nổ sờ, nhưng mà phải sờ xa nha các bạn nha, không được sờ gần cái chế này đâu, sờ gần này là cái chế nó hút vào là đâu, các bạn cảm nhận sai đấy, các bạn phải để cách một đoạn này này mà không thấy khi để ra ngoài là các bạn đã chỉnh đúng. Bây giờ mình đã chỉnh cái này đúng nha, mình nổ thử này. Không thấy cái phần gió ra luôn, các bạn cứ thử đi, chắc chắn mình đảm bảo 100% là các bạn chỉnh đúng, là không có gió ở đây. Bây giờ mình chỉ chỉnh sai một chút này, giờ mình chỉ chỉnh cho cam nó chế nha, đây xoay cái này lên rồi lên đỉnh luôn này, cam chế này lùi về một răng này đấy đấy, tức là đây khi mà cái mũi tên ở trên đỉnh này, mũi tên ở trên đỉnh nha, và cái phần vài cái chỉ thị đỉnh bê tông nó đang như thế này, tức là bê tông đang đi xuống một chút rồi, tức là cam nó bị chế đấy đấy, mình nổ này nó còn rất là khó nổ nha các bạn nha, nó còn khó nổ hơn cơ, thậm chí phải chỉnh cái ốc garanti nó tăng lên đây, mình sẽ chỉnh cái ốc garanti tăng lên một chút này. Bây giờ máy là nó yếu công suất đi rồi và nó bị tổn thất một cái phần xăng nó đẩy ra ngoài này rồi, cho nên là máy nó các bạn nó yếu máy và nó không để làm gì được, cũng là cái nguyên nhân là chỉnh cam sai nha. Đấy, bây giờ tăng ga đây. Đấy, các bạn vừa thấy không, mình vừa chỉnh là cam chế một chút đi mà phải tăng cái ga lên một chút này, tức là cái phần nhiên liệu thừa là nó đẩy ra ngoài nên mình phải tăng cái ga này để bù trừ cái phần đó đi thì mới để được máy, và để nó hơi gió nha, hơi có gió là chỉnh chế cam thì nó sẽ hơi có gió, các bạn cũng cảm nhận được. Còn đối với phần mà cam mà tới quá, tức là đẩy về đỉnh cam nó nghiêng về bên này thì các bạn có thể nhận thấy cái phần nó đẩy ra đây rõ rệt luôn, tức là nó sẽ mạnh hơn cái trường hợp là cam chế. Ok, bây giờ mình chỉnh nốt luôn đây.
Đấy nha, cái mũi tên nó đang nghiêng xem bên này rồi. Đây mình nổ này. Nó còn khó nổ hơn cả cái trường hợp vừa rồi đấy các bạn. Mình vặn lên một chút nữa. Đấy, các bạn có thể thấy là cái trường hợp mình chỉnh cam tới nó như thế nào chưa? Máy nó chạy bịch bịch bịch, nó yếu yếu luôn, yếu xìu luôn. Và cái phần khí nó đẩy ra đây nó mạnh. Mình cứ tưởng là bồ nó ở bên này cơ. Đấy, các bạn có thể... Đó, mình đã phân tích những cái trường hợp mà cam nó chỉnh sai, nó đúng như thế nào cho các bạn xem này. Các bạn có thể hiểu và có thể tự chỉnh tại nhà này nha. Và từ đó các bạn có thể đoán được những cái bệnh máy chúng ta đấy. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại đúng lại. Trên đỉnh luôn. Nó hơi hơi lệch một chút rồi. Đây. Ok, này chọn rồi. Các bạn lưu ý là cái răng này nó rất là nhạy nha. Một hai răng là nó khác rồi đấy nha. Cái một hai răng là nó khác rồi. Đấy, giờ nổ lại này. Bạn dám garanti đi chút. Cái này là chỉnh chuẩn rồi, không cần phải ấy nè. Hơi hơi bé bạn quá. Đó. Ok nha các bạn. Thì đây là toàn bộ cái video mình đã hướng dẫn cách mà phân tích và điều chỉnh cái bánh cam nó như thế nào cho nó chuẩn rồi. Đó, nó hại như thế đó các bạn. Đen muội các thứ đó. Vậy thì bạn nào mà còn chưa hiểu thì có thể để lại phần comment cho mình nha. Và nếu thấy video hay thì có thể cho mình xin một like và một lượt đăng ký. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những cái video sau. Đó, đây là mình phải cắt bổ ra để các bạn quay video cho các bạn hiểu này. Đó, nhìn thế này nó trực quan hơn, nó dễ hiểu hơn. Đó. Ok, tạm biệt nha.